Review địa chỉ khám sản phụ khoa uy tín quận 8. Một bệnh viện quận 8 tại 82 đường Cao Lỗ là địa chỉ khám sản phụ khoa được nhiều chị em lựa chọn. Bệnh viện làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều 13 giờ đến 17 giờ. Bệnh viện có đầy đủ dịch vụ khám và theo dõi thai kỳ, tư vấn, xét nghiệm và điều trị các bệnh lý phụ khoa. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý, các ca sinh khó, sinh mổ sẽ được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên như bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương để đảm bảo an toàn cho sản phụ. Vì vậy, nếu bạn nằm trong các trường hợp trên nên trực tiếp đến các bệnh viện chuyên về phụ sản để thăm khám. 2. Phòng khám sản phụ khoa 315 tại 601 Dương Bá Trạc cung cấp dịch vụ khám sản phụ khoa toàn diện. Phòng khám mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật với thời gian khám ngoài giờ đến 20 giờ 30 phút, thuận tiện cho chị em. Phòng khám có đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa đang trực tiếp khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến đầu về sản phụ khoa như bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương. Phụ sản 315 chuyên về các vấn đề sản khoa, nhiều mẹ bầu theo dõi thai kỳ, điều trị các vấn đề sản khoa như động thai, sảy thai, tiền sản giật, nhiễm trùng đường tiểu, dấu hiệu nhau thai bị đứt, có thể yên tâm thăm khám tại đây. 3. Phòng khám sản phụ khoa bác sĩ Hoàng Thị Thu Huyền tại 83 đường Lê Quyên. Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm và đang thăm khám tại bệnh viện Hùng Vương. Phòng khám mở cửa từ thứ ba đến thứ bảy với thời gian làm việc từ 17 giờ đến 20 giờ. Chủ nhật từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Bác sĩ có thế mạnh nhất trong khám và siêu âm hình thái thai nhi, chẩn đoán các dị tật sớm. Đồng thời, chị em mắc các vấn đề về phụ khoa như viêm âm đạo, rối loạn kinh nguyệt, u nang buồng trứng đều có thể gặp bác để điều trị. Chi phí khám tại phòng khám là 80.000 đồng một lượt khám, còn chi phí siêu âm là 200.000 đồng một lượt. 4. Phòng khám sản phụ khoa bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy tại 55-31 Nguyễn Chế Nghĩa. Tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, nguyên là phó giám đốc chuyên môn bệnh viện Từ Dũ. Với hơn 35 năm kinh nghiệm, bác sĩ Thủy là một trong những bác sĩ có tay nghề và chuyên môn hàng đầu của lĩnh vực sản phụ khoa. Các chị em trong thai kỳ có thể đến theo dõi ở phòng khám của bác từ lúc bắt đầu mang thai và nhờ bác trực tiếp đỡ đẻ. Thông thường, trong các trường hợp cần thiết, sản phụ sẽ được chuyển vào bệnh viện Từ Dũ hoặc bệnh viện Mỹ Đức để thực hiện ca đỡ sinh. Hy vọng thông tin trên giúp chị em tại quận 8 tìm được địa chỉ thăm khám sản phụ khoa phù hợp. Follow Booking Care để cập nhật thông tin đi khám thực tế, hữu ích.